Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, hôm qua 26 tháng 3, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5. Dự kiến trong 2,5 ngày làm việc, các đại biểu sẽ cho ý kiến đối với 8 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 này, sẽ có 8 dự án luật được cho ý kiến bao gồm Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Công nghiệp Quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, Luật Lưu trữ sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 32 dự án luật, trong đó có 25 dự án luật đều theo quy trình xin ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp 969 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường, 30 ý kiến bằng văn bản về những vấn đề lớn, căn bản và nhiều điều khoản cụ thể của 8 dự án luật trên. Ngay sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan soạn thảo, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội. Trong các phiên họp thường kỳ tháng 2 và tháng 3 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét kết luận về việc tiếp thu chỉnh lý đối với từng dự án luật, thống nhất chỉnh lý nhiều nội dung so với dự thảo đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 và chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình hội nghị hôm nay. Như vậy, công tác làm luật rất kỹ lưỡng, tiến độ các dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 cũng đã sớm hơn so với những kỳ họp trước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chương trình xây dựng luật pháp lệnh tại kỳ họp thứ 7 tới đây rất nặng. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác, chưa kể một khối lượng khá lớn các dự thảo nghị quyết mà chính phủ đang đề xuất. Do đó, việc thảo luận góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 Quân khu 2 vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu Kinh tế Quốc phòng Phong Thổ, đợt 1. Qua 2 năm tham gia dự án trí thức trẻ tình nguyện tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356, 22 trí thức trẻ đã cùng với cán bộ chiến sĩ đơn vị phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương 7 xã biên giới trong Khu Kinh tế Quốc phòng 356 đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Đặc biệt, trong 2 năm tham gia dự án 174 của Bộ Quốc phòng, các đội viên trí thức trẻ tình nguyện đã cùng các cán bộ chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 triển khai 6 lớp xóa tán mù chữ, với mỗi lớp từ 30 đến 35 người dân tham gia, giúp được cho bà con nhân dân biết đọc, biết viết, biết tính toán cơ bản. Ngoài ra, còn chủ động tích cực xây dựng nhiều mô hình kinh tế để nhân dân tham quan học tập, như mô hình địa lan, mô hình trồng đào, mô hình trồng nần nghệ, mô hình nuôi chim cút, mô hình trồng ớt trung đoàn, mô hình nuôi thỏ, mô hình trồng đu đủ đực, mô hình trồng chanh tứ thị. Thảo luận tại hội nghị, các trí thức trẻ tình nguyện cũng đã bày tỏ rằng tham gia dự án với việc tham gia rất nhiều hoạt động và mô hình phát triển kinh tế cho bà con, mỗi cá nhân trí thức trẻ tình nguyện cũng đã có những bước trưởng thành cả về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực, tác phong công tác cũng như kỹ năng giao tiếp ứng xử trong cuộc sống. Họ khẳng định hoàn thành nhiệm vụ khi trở về địa phương sẽ phát huy những gì đã học được qua tham gia dự án để tiếp tục gặt hái những thành công mới trong sự cống hiến tuổi trẻ, trí tuệ của mình cho gia đình và xã hội. Tại hội nghị, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 đã tiến hành tiếp nhận 25 trí thức trẻ tình nguyện đợt 2 giai đoạn 2021-2030. Ban tuyển sinh quân sự thành phố Lai Châu vừa phối hợp với các trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, Trung học phổ thông thành phố và Trung học phổ thông Quyết Thắng tổ chức tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2024 cho các em học sinh khối 12. Trong các buổi tuyên truyền hướng nghiệp, Ban tuyển sinh quân sự thành phố đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho học sinh khối lớp 12 của các trường học về đối tượng, phương thức, tiêu chuẩn tuyển sinh của các học viện, nhà trường quân đội năm 2024. Theo đó, năm nay, ngoài hai phương thức xét tuyển đã thực hiện năm 2023 là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường quân đội có thêm hai phương thức xét tuyển mới.
Thứ nhất, xét tuyển dựa vào học bạ trung học phổ thông không quá 10% chỉ tiêu cho các đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có điểm tổng kết chung từng năm học trung học phổ thông đạt từ 7 trở lên, và điểm tổng kết các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường từng năm học đạt từ 7,5 điểm trở lên. Thứ hai, xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học trong nước tổ chức không quá 20% chỉ tiêu cho thí sinh. Ban tuyển sinh đã dành nhiều thời gian trả lời, giải đáp những câu hỏi của học sinh về các nội dung như thủ tục hồ sơ, đăng ký sơ tuyển, kê khai và nộp hồ sơ sơ tuyển, thời gian sơ tuyển, chính sách ưu tiên, điều chỉnh nguyện vọng, nguyên tắc xét tuyển, phương thức công bố kết quả xét tuyển và quyền lợi nghĩa vụ khi trúng tuyển vào học tại các trường quân đội. Qua buổi tư vấn nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời định hướng nghề nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết về môi trường quân sự, công tác tuyển sinh quân sự. Trên cơ sở đó, để các em học sinh xác định lý tưởng, trách nhiệm, nghề nghiệp để tham gia thi tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Chương trình Tháng 3 Biên giới là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 3 hàng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn. Thực hiện chương trình Tháng 3 Biên giới năm 2024 với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ công an thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua việc hướng về các địa bàn biên giới bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa tại vùng biên giới ở Lai Châu. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tuổi trẻ công an. Hình ảnh những chiến sĩ công an trẻ thân thiện đã được khắc họa qua các phần việc tình nguyện tại xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Đây là hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cùng với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu thực hiện chương trình Tháng 3 Biên giới năm 2024 với phương châm đảm bảo an sinh xã hội vùng miền núi khó khăn, hướng về biên cương Tổ quốc tôi. Các phần quà là nhu yếu phẩm được trao tận tay các em thiếu nhi, em học sinh trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn ở vùng khó của huyện Sìn Hồ. Hưởng ứng chương trình Tháng 3 Biên giới năm 2024, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu tổ chức tại xã Long Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu gồm các hoạt động xây dựng 02 phòng học tại điểm trường Bản Ná Đon, trao tặng 100 suất quà cho các hội viên, các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng quà Công an xã Long Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu với mong muốn cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, qua đó giáo dục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên của Công an quận về biên giới, về truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Tháng 3 hàng năm luôn là dịp đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam, bởi mỗi đoàn viên thanh niên sẽ được cống hiến sức trẻ, vun đắp cho biên cương Tổ quốc vững chắc hơn. Tại chương trình này, đoàn thanh niên hai đơn vị đã khởi công xây dựng 2 phòng học tại điểm trường Bản Ná Đon, trao tặng 100 suất quà cho các em thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng một bản đồ Tổ quốc và một bộ máy tính cho công an xã Nong Hẻo, trồng 100 cây hoa ban tại các điểm trường trên địa bàn xã và gắn biển công trình thanh niên hàng cây biên giới. Ứng tháng thanh niên chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thì chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng thực hiện rất nhiều chương trình, rất nhiều hoạt động. Trong đó thì có một chương trình phối hợp với Công an quận Cầu Giấy tổ chức chương trình Tháng 3 Biên giới Biên cương Tổ quốc ơi. Đây là một trong những nhiều hoạt động có ý nghĩa thể hiện tinh thần tuổi trẻ xung kích, thực hiện các chương trình các phong trào đoàn thanh niên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu. Và trong thời gian tới thì đoàn viên thanh niên của chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế sẽ tổ chức thực hiện nhiều chương trình hay và có ý nghĩa hơn nữa. Chương trình Tháng 3 Biên giới năm nay được thiết kế với tinh thần tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc. Thực hiện chương trình công tác hội và phong trào thanh niên năm 2024 với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện. Với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng, tuổi trẻ công an hướng về biên giới Lai Châu bằng những việc làm thiết thực nhằm đảm bảo an sinh xã hội gắn với giữ gìn an ninh quốc phòng, thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng. Thông qua chương trình Tháng 3 Biên giới, Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị đã giáo dục truyền thống, giúp người trẻ trân trọng hòa bình, lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong tuổi trẻ. Hưởng ứng của vận động Tự hào một dải non sông do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Từ đó, lay động và thức tỉnh hàng triệu trái tim về ý nghĩa to lớn của tinh thần yêu nước, sự nhiệt huyết, tận hiến của tuổi trẻ Việt Nam.
Du lịch Lai Châu từ đầu năm đến nay tiếp tục khởi sắc dựa trên những con số ấn tượng. Trong quý 1, toàn tỉnh ước đón trên 415.700 lượt khách, tăng 54,5%, doanh thu ước đạt hơn 341 tỷ đồng, tăng 77,8% so với cùng kỳ năm trước. Lai Châu đã và đang phát huy lợi thế, có 6 trên 10 ngọn núi cao nhất cả nước, xây dựng sản phẩm du lịch, thể thao mạo hiểm, du lượn và các tour khám phá, chinh phục các đỉnh núi cao như Pusilung, Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử, Tà Liên Sơn. Ngoài ra, các địa phương doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh phát triển hoàn thiện các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và sản phẩm nông nghiệp, các lễ hội truyền thống để thu hút đông đảo du khách đến Lai Châu. Để trẻ em được chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. Đến năm 2030, huyện Tam Đường đưa ra mục tiêu 80% trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao, rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. Phấn đấu 95% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ phù hợp. Quý vị và các bạn thân mến, luôn năng động, nhiệt huyết, đi đầu trong các phong trào hoạt động ở địa phương, đồng thời là tấm gương tiêu biểu trong làm kinh tế giỏi. Chị Phiên Thị Liên, trưởng ban công tác mặt trận, bản Pá Ngùa, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, được bà con gọi bằng cái tên thân thương, chị Liên giỏi việc nước, đảm việc nhà. Phóng sự sau giới thiệu về người trưởng ban công tác mặt trận này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với mong muốn vượt lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương, chị Phiên Thị Liên đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Uyên để bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình. Theo chị Liên, muốn phát triển kinh tế, trước tiên phải thay đổi được tư duy và cách thức làm nông nghiệp theo hướng hiện đại thì mới có thu nhập cao và bền vững. Chị đã đầu tư vào chăn nuôi lợn, gà, đào ao thả cá. Nhờ áp dụng kỹ thuật và chăn nuôi, bước đầu đã có thu nhập ổn định. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, sau khi tích góp được một ít vốn, chị Liên đã mở rộng sản xuất thêm mô hình trồng dứa, trồng chanh leo, nuôi ong lấy mật. Sau nhiều năm cần cù, chịu khó, lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp đưa vào sản xuất đã đem lại thu nhập cao. Với mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị, mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Gia đình tôi làm kinh tế bằng phát triển bằng chăn nuôi lợn, gà và chăn nuôi ong, với lại thêm trồng cây chanh leo, với lại cây quế, với cây chè, cây dứa, với lại làm nuôi cá. Hàng năm cũng thu nhập được, trừ kinh phí đi còn thu nhập được hơn 100 triệu đồng, thì cũng ổn định cuộc sống của gia đình ạ. Với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận bản, chị Liên cũng đã luôn vận động bà con tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Ngoài ra, chị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất, bàn bạc, dân chủ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của mặt trận. Chính vì vậy mà việc xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc của bản ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Chất lượng của các cuộc vận động ngày càng được nâng cao, đặc biệt là ý thức làm chủ của nhân dân được phát huy. Trong phát triển kinh tế, chị cũng được đánh giá là tấm gương sáng để mọi người trong bản học tập và làm theo. Đồng chí Phìn Thị Điên về phát triển kinh tế trong gia đình, đồng chí chăn nuôi lợn này, rồi chăn nuôi ong, rồi một số để trồng chanh leo, chè, đây là quả dứa, rồi thu nhập về gia đình. Thì gia đình cũng thu nhập ổn. Bên cạnh đó, chị Phìn Thị Liên cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong các hoạt động, các phong trào tại địa phương. Chị luôn tìm tòi học hỏi, vượt khó vượt lên. Vì vậy, mọi công tác liên quan đến mặt trận nói riêng và của xã bản nói chung đều được chị thực hiện tốt, tạo sự tín nhiệm cho cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương.
xứng đáng là tấm gương sáng để cán bộ và nhân dân địa phương học tập và làm theo. Từ những kết quả đó, hàng năm chị Liên đều được các cấp từ tỉnh đến xã trao tặng bằng khen, giấy khen, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như trong sản xuất, phát triển kinh tế của gia đình. Bản tin khởi đầu ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.